Xin chào tất cả các mến trò. Ngày hôm nay thầy sẽ chỉ cho tất cả các mến trò một mẹo phát âm rất là thú vị được mang tên là ngắn hơn bạn tưởng. Ủa là sao? Đi thôi là sẽ biết ngay như thế nào mà. Vô. Ngắn hơn bạn tưởng có nghĩa là bình thường khi các bạn nhìn vào một cái từ gì đó, mình nghĩ rằng nó đọc như thế, nhưng mà thực ra ở trong văn nói tự nhiên người ta sẽ đọc ngắn hơn là như thế. Ví dụ thầy có cái từ này đây. Từ này có nghĩa là rau củ, chúng ta hay đọc là vegetable hoặc là vegetable. Dù là cách nào đi nữa thì các bạn cũng đang đọc nó với 4 âm tiết đúng không? Thực ra từ này chỉ có 3 âm tiết thôi, đọc là vegetable. 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 Rồi, đó là từ thứ nhất. Từ thứ hai đó là từ này đây. Từ này có nghĩa là thoải mái đúng không các bạn? Mình hay đọc là comfortable đúng không? Đó, nhưng mà thực sự không phải là table, không có bàn ghế gì ở đây hết. Chúng ta đọc là comfortable. Comfortable. Và cách đọc đúng của từ này nếu như chuẩn ở trong từ điển phải là comfortable. Đó, nhưng mà trong văn nói người ta đọc là comfortable, chỉ có 3 âm thôi. Thứ ba, chúng ta có từ này đây. Từ này có nghĩa là buổi chiều tối đúng không ạ? Từ này mình thường hay đọc là evening, thành 3 âm tiết đúng không? Evening, nhưng mà trong thực tế người ta chỉ đọc thành 2 thôi, đó là evening. Evening. Ví dụ good evening. Rồi. Tiếp đến chúng ta có từ này. Từ gia đình này, bình thường mình sẽ đọc là family. Và đó cũng là cách đọc trong từ điển với 3 âm tiết là family. Nhưng mà trong văn nói chúng ta hay nghe người ta nói là family. 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 Đó, không nghe chữ M luôn. Và tương tự như thế, từ này máy chụp hình đúng không? Đọc là camera cũng được. Camera. Camera. 3 âm tiết camera. Nhưng mà trong thực tế chúng ta hay nghe người ta đọc là camera. 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 Chỉ có 2 âm thôi. Tiếp theo chúng ta có từ này. Lịch sử. Mình có thể đọc là history. History. Thành 3 âm tiết đúng không? Nhưng mà trong văn nói người ta hay đọc là history. History. Chỉ có 2 thôi. History. Đó. Và tương tự cái chữ thời này, cái chữ thờ đó đó cũng rất là hay được lược bỏ quý vị. Chẳng hạn như trong từ chiến thắng không phải là victory, mà thường người ta sẽ đọc thành victory. Victory. Đọc victory cũng không sai các bạn. Ok. Rồi, nhưng mà thường ta sẽ đọc là victory. Và cuối cùng một cái từ rất là phổ biến, đó là cái chữ every. Every. 3 âm tiết đúng không ạ? Nhưng mà trong thực tế người ta đọc thành 2 thôi là every. Every. Every day. Every morning. Every night. Và tương tự, cái chữ ver này cũng được rút gọn trong một số những trường hợp như là several, chứ không phải là several. Đọc là several cũng được, nhưng mà đọc several thì nó sẽ tự nhiên hơn, nó giống như cách mà người ta vẫn nói hàng ngày. Several. Hai âm tiết ha. Như vậy là vừa rồi thầy đã giới thiệu cho các mến trò một số từ tưởng dài nhưng mà ngắn hơn bạn tưởng. Hãy theo dõi thầy nha, và hãy học tiếng Anh với thầy mỗi ngày một chút, giống như leo cầu thang, từ từ từng bậc rồi cũng sẽ tới mà thôi. Hẹn gặp lại các mến trò trong video tiếp theo với chủ đề dài hơn bạn tưởng. Xin chào.